Xin chào tất cả mọi người đang xem video của tụi miền Tây. Hôm nay kênh tụi miền Tây mình sẽ giới thiệu tất cả mọi người, đây là Kinh Kiểm Lâm nha mọi người. Ở đây là ngã tư Kinh Kiểm Lâm ở bên mép thứ 9 nha. Mình sẽ đi vô Kinh Kiểm Lâm mà mình sẽ đi qua hướng bên thứ 8 nha mọi người. Nếu thấy hay mọi người hãy cho mình xin một like và mọi người đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người đang xem video của tụi miền Tây. Mọi thứ từ đóng góp ý kiến hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ qua số điện thoại dưới phần bình luận hoặc là mô tả nha mọi người. Xin cảm ơn, chào mọi người. Đây là đầu Kinh Kiểm Lâm bên mép bên thứ chợ thứ 9 nha mọi người. Mình đi đường này là để qua đường thứ 8 nha mọi người. Tình tình quay về bên sông, mong người em đưa mấy câu hò. Hai buồn tính tan tan tình đau, nỗi lòng người ta thương. Càng buồn cũng kiểu quán thương, bên cầu tre lắc léo năm nào. Em ơi nhớ em lâu rồi, anh trở về lại quê. Lòng về miền Tây.